thì trong sáng nay, ổ dịch tại Bệnh viện Ca Trung ương cơ sở 3 thuộc Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội cũng ghi nhận thêm một ca dương tính là bệnh nhân đang điều trị ung thư tại khoa ngoại gan mật tụy. Điều đáng tiếc là bệnh nhân này còn rất trẻ, năm nay chỉ mới 19 tuổi. Cô gái là học sinh trường dự bị dân tộc nội trú ở Việt Trì, Phú Thọ, được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đến Bệnh viện Ca vào hôm 23 tháng 4, chẩn đoán ung thư gan, điều trị tại khoa ngoại gan mật tụy. Cô xin điều trị ngoại trú từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Truy vết dịch tễ, từ ngày 29 tháng 4 đến 1 tháng 5, cô cùng bố ở nhà trọ gần bệnh viện cùng với người bác sinh năm 1968. Trong 3 ngày từ 1 đến 3 tháng 5, cô sang nhà người thân ở Yên Hòa, Cầu Giấy. Và ngày hôm sau, cô quay lại viện nằm ở phòng 712. Hiện cô được cách ly tại khu điều trị cách ly của Bệnh viện Ca. Như vậy, tính đến nay, Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều đã ghi nhận 12 ca dương tính COVID-19. Hiện chưa có nhân viên y tế nào tại Bệnh viện Ca bị lây nhiễm. Việc cơ sở tuyến cuối chuyên điều trị bệnh nhân ung thư nặng như bệnh viện Ca bị COVID-19 xâm nhập vào là điều hết sức nguy hiểm, bởi những người bệnh ở đây thường có nguy cơ bị tổn thương hệ thống miễn dịch cao, tùy thuộc vào loại ung thư mắc phải, phương pháp đã điều trị, tuổi và bệnh lý kết hợp. Đặc biệt là nguy cơ bị tổn thương miễn dịch thường cao nhất trong thời gian đang điều trị ung thư tích cực hoặc là vừa kết thúc đợt điều trị hóa chất, xạ trị hay là phẫu thuật.